Xin chào các bạn, đây tôi đang cùng các bạn review một sản phẩm máy chiếu Panasonic. Đây là một trong những dòng Panasonic được sản xuất tại Nhật. Model tôi xin giới thiệu là PTLB75. Ở đây chúng ta có thể xem một cái hình ảnh và video mà cái máy chiếu này đang trình chiếu trên màn hình. Đây là một trong những model máy chiếu được sản xuất tại Nhật, cho ra chất lượng hình ảnh khá là đẹp và sống động. Trong môi trường trình chiếu nhiều ánh sáng như là trong nhà thờ hoặc là trong hội trường, giảng đường đại học hoặc là trong những giảng văn phòng lớn, chúng ta có thể sử dụng máy này để chiếu những cái màn chiếu từ 100 tới 200 inch. Đây là một mẫu máy chiếu đa năng cho nên là chúng ta có thể sử dụng cho mọi nhu cầu như sử dụng để xem phim hoặc là sử dụng để thuyết trình, sử dụng hội họp cho công ty. Panasonic PTLB75 với độ sáng là 3000 lumen, độ phân giải là 1024 x 768, hệ số tương phản là 500:1. Máy được cung cấp bởi công ty VNVC và được bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin trên trang web maychiếucũ.com. Ở đây là tôi đang trình biến cái file. Với độ sáng màu và độ sáng trắng khá tốt thì trong cái môi trường nhiều ánh sáng đèn. Ở đây tôi đang trình chiếu trong môi trường là ánh sáng đèn huỳnh quang. Thì các bạn thấy được là máy chiếu vẫn chiếu rất là sáng đẹp. Vẫn rất là rất rõ đẹp. Đây là model máy được ghi ngay trên thân máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.